Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái chương trình kiếm tiền rất là hay. Cái chương trình này cũng đã có cách đây rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì đến bây giờ cái chính sách nó cũng không thay đổi và hiện tại nhiều người vẫn đang còn kiếm được tiền rất nhiều từ cái chương trình này. Đấy là kiếm tiền với cái ứng dụng Momo ở trên điện thoại. Cái ví điện tử Momo này, đây là cái ứng dụng di động chứa các cái dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng điện thoại đầu tiên tại Việt Nam. Tức là nó cho phép chuyển tiền cực nhanh qua điện thoại di động, đồng thời nó còn dùng để nạp tiền điện thoại này, thanh toán nhanh các hóa đơn tiền điện, nước, thì vé xem phim, vân vân và nhiều ứng dụng gần gũi khác. Và nếu bạn là người thường xuyên mà sử dụng cái dịch vụ thanh toán trực tuyến thì chắc chắn bạn đã nghe tới cái tên Momo này rồi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể là tải cái ứng dụng này về và có thể là kiếm được tiền rất nhiều từ cái ứng dụng này. Thì chúng ta có thể là thực hiện qua 6 cái bước. Đây là 6 bước nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về và đăng ký sử dụng. Để tải cái ứng dụng này thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả của video nhé. Phần mô tả của video thì mình đã để sẵn cái link ở đây rồi. Đây, các bạn bấm vào cái đường link này và tải cái phần mềm này về. Hoặc là có thể là lên CH Play để các bạn tải cái phần mềm này cũng được. Nhưng mà tốt nhất là xuống dưới cái phần mô tả để các bạn bấm vào cái này để tải cho nhanh hơn và chính xác hơn. Đấy, sau khi mà bấm vào cái đường link này thì nó sẽ ra cái trang như thế này. Đây, 4 bước đơn giản nhận quà siêu hot. Lê Văn Lực tặng bạn thẻ quà tặng để nạp tiền điện thoại, mua vé xem phim, thanh toán hóa đơn nước và hàng trăm cái dịch vụ khác. Hoàn tất 4 bước này để nhận. Thứ nhất là đăng ký tài khoản, hai là tải cái ứng dụng Momo, sau đó đăng nhập bằng cái số điện thoại của các bạn vào và liên kết tài khoản ngân hàng với ví cái Momo. Rồi nạp tối thiểu 10.000 vào cái ví Momo và chúng ta sẽ nhận được 100.000. Đấy là chúng ta đăng ký qua cái link đó thì chúng ta sẽ làm tuần tự các bước như thế này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về trên CH Play và nhập cái mã ưu đãi của mình là 0916148389 này về thì chúng ta cũng sẽ được 100.000 tương tự như thế. Với cái từ khóa là ví Momo ở trên CH Play hoặc là trên iOS đều được cả và đăng ký bằng cái số điện thoại của các bạn. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ nhập cái mã ưu đãi. Nhập mã ưu đãi từ cái mục mà ưu đãi trong cái phần mềm này. Cái mã ưu đãi này thì chúng ta sẽ nhập cái mã là 0916148389. Chúng ta phải nhập cái mã này vào thì các bạn mới được 100.000. Còn nếu các bạn không nhập cái mã này thì các bạn cũng không được 100.000. Song song với cái việc đấy thì các bạn được 100.000 thì tôi cũng được 100.000. Đấy, mỗi người đều được 100.000 cả. Nhưng mà bắt buộc là phải nhập cái mã này vào. Các bạn phải làm đúng cái quy trình. Còn nếu như các bạn đăng ký mà nhập không đúng thì các bạn cũng không được tiền mà tôi cũng không được tiền. Và đến cái bước thứ ba là chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản này với một cái ngân hàng. Ngân hàng ví dụ như ngân hàng Vietcombank, vân vân. Và cái bước thứ tư là chúng ta sẽ nạp tiền vào cái ví Momo của chúng ta, tức là chỉ 10.000 từ cái nguồn ngân hàng mà chúng ta vừa liên kết tài khoản thôi để xác thực cái tài khoản này là đúng của bạn hay không. Và sau đó là đến cái bước thứ năm là chúng ta sẽ được Momo thưởng cho chúng ta 100.000 và thưởng cho tôi 100.000 từ cái việc mà chúng ta vừa xác thực cái tài khoản của chúng ta xong. Và để cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ sáu là giới thiệu cho bạn bè và người thân biết tới cái ví Momo này thì cả hai người mỗi người thì đều nhận được 100.000 cả. Giả sử như một ngày các bạn mà giới thiệu được 10 người thì các bạn đã được 1.000.000 rồi, bởi vì mỗi người đăng ký sử dụng thì bạn sẽ được 100.000. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ làm lần lượt từng bước một, chúng ta lên cái công cụ CH Play để chúng ta tải cái công cụ này về. Đây, ví dụ như đây, chúng ta gõ vào cái thanh tìm kiếm như đây.
là ví Momo đây. Đây. Chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng này về, cái ví thanh toán chuyển tiền và thanh toán này về. Chúng ta bấm vào cài đặt đây. Chúng ta chờ một tí để ứng dụng này cài đặt. Các bạn cùng lấy điện thoại ra làm theo mình đi nhé. Không nếu như mà các bạn làm sai bỏ từng bước thì các bạn sẽ không làm, không thanh toán được đâu. Giờ sau khi mà chúng ta cài đặt xong thì chúng ta bấm vào Open ở đây. Đây, chúng ta mở cái ứng dụng này ra. Đây, bấm vào bắt đầu ngay này. Rồi, trước hết là chúng ta nhập số điện thoại, dùng số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập ví Momo. Bây giờ các bạn sẽ nhập cái số đăng ký cái số điện thoại của các bạn vào để chúng ta đăng ký cái ví Momo của mình. Ví dụ tôi nhập cái số của tôi vào. Rồi. Rồi chúng ta bấm vào tiếp tục này. Đăng ký Momo với số điện thoại này, tôi đã đọc và đồng ý. Bấm vào tiếp tục. Rồi Momo sẽ gửi cho chúng ta một cái mã để chúng ta xác thực cái số điện thoại này. Rất là nhanh thôi. Đây là một cái mã gồm có 6 chữ số, tạo mật khẩu gồm 6 chữ số để bảo mật. Và chúng ta sẽ tự tạo một cái mật khẩu này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ nhập cái thông tin của tôi vào. Là chúng ta bấm vào xác nhận. Đấy, như vậy là ta đã đăng ký xong cái ví Momo này. Bây giờ người ta hỏi là bạn có mã khuyến mại chia sẻ, nhập ngay mã khuyến mại hoặc số điện thoại giới thiệu bạn sử dụng Momo để nhận quà trải nghiệm dịch vụ, và chúng ta bấm vào nhập mã ngay ở đây. Đấy, người ta sẽ đưa cho chúng ta đến một cái để chúng ta nhập mã, và chúng ta sẽ nhập cái mã của tôi vào. Nhập cái mã này thì các bạn mới được 100.000 này, là 0916148385. Các bạn nhập cái mã này vào. Lưu ý nha, nếu mà không nhập là các bạn làm sai cái quy trình này, nhập mã khác là các bạn sẽ không được tiền. Bởi vì các bạn là tải và làm theo các bước tuần tự, các bước như thế này thì mới được. Bấm vào xác nhận. Nhập mã thành công. Sau khi mà nhập mã thành công rồi, cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ liên kết với một cái ngân hàng. Bây giờ ta sẽ liên kết với ngân hàng này, liên kết ngay này. Rồi, trên này thì hiện lên rất nhiều các cái ngân hàng để cho chúng ta liên kết. Vietcombank này, Vietinbank này, ngân hàng Agribank chỉ hỗ trợ liên kết tại quầy giao dịch. Quý khách vui lòng đến quầy giao dịch của Agribank để liên kết. Thì cái này muốn liên kết với Agribank thì các bạn phải đến quầy giao dịch để các bạn liên kết nhé. Còn không thì các bạn liên kết với Vietcombank cũng được. Đây, bây giờ chúng ta bấm vào bắt đầu để chúng ta liên kết này. Thôi cái này để bước sau đi, vì cái phần này cũng rất là dễ thôi. Các bạn chụp ảnh chứng minh nhân dân của các bạn lên đây để chúng ta xác thực cái tài khoản của chúng ta nữa. Để sau đó chúng ta mới liên kết ngân hàng. Sau khi mà liên kết được cái tài khoản ngân hàng này rồi thì chúng ta sẽ chuyển vào cái ví Momo từ tài khoản ngân hàng của chúng ta vào ví Momo này 10.000, thì chúng ta sẽ được tặng lại 100.000. Đây, chỉ cần xác thực ví bằng cách liên kết với tài khoản ngân hàng, bạn sẽ có đủ điều kiện để nhận được các thẻ quà tặng 100.000, thanh toán miễn phí các cái dịch vụ. Và cái này các bạn có thể là được rút về cái tài khoản ngân hàng mà các bạn đã liên kết. Sau khi chúng ta làm đến cái bước này rồi thì chúng ta sẽ lấy cái mã để chúng ta đi giới thiệu cho bạn bè người thân để biết, để chúng ta sẽ kiếm tiền trên cái dịch vụ này. Đây đây là cái mã giới thiệu của các bạn đây. Đấy thì video mình hướng dẫn các bạn đến chỗ này thôi. Thì phần tiếp theo các bạn tự làm. Nếu có cái vấn đề gì mà băn khoăn thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới của video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của mình.